Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bộ sạc điện thoại gắn trên xe máy. Thì cái này là nguồn vào là từ 12 đến 24V, thì sau đó là nó sẽ chuyển đổi điện thành 5V 1,8A. Ở đây có cái công tắc bật tắt. Khi nào không sạc nữa thì chúng ta sẽ tắt để an toàn, không bị chập điện. Và đây có cái nắp su này để đậy lại khi trời mưa. Chung không dùng nữa thì chúng ta sẽ đậy nắp lại. Cái này thì thường là cái cùm để chúng ta vặn. Nhưng mà đối với xe của mình thì mình sẽ thiết kế là bỏ trong cốp xe, trong yên xe. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp cái bộ này vào xe để test thử.